Hello anh em, và chào mọi người quay trở lại với channel của CZ. Ok, hôm nay thì Ok, chúng ta sẽ tạm thời đánh cái này đi, xong rồi thua mình bán hai bàn này đi nhé. Chắc là vậy thôi. Đến giây phát 3, 22, 21, 20. Ok. Không có gì, thế thì mình sẽ hẹn gặp lại anh em sau chịu thua nhé. Hôm trước một số anh em có hỏi mình chỗ nạp quân Huy ở đâu giá vừa rẻ mà lại vừa uy tín. Nên là hôm nay mình sẽ chỉ cho anh em một cái ứng dụng này nhé. Đây là ứng dụng XWorld, anh em có thể tải ngay trên Google Play. Anh em xem kênh mình thì sẽ có một cái mã code ưu đãi độc quyền mà anh em nhập vào thì sẽ có thưởng nhé. Phần thưởng nhận lại sẽ là đơn vị token ở phía trên kia kìa. Và anh em có thể làm gì tùy thích, nạp quân Huy, đổi ra tiền, chơi tiền ảo, vân vân và mây mây. Ngoài ra thì còn có vô số game nhiệm vụ hay ho khác như kiểu tải app, tải game, chơi game trong 5 phút, mời bạn bè. Và sau đó thì anh em sẽ có một phần thưởng nhận về là các đồng bill có thể rút ra trực tiếp Momo luôn cho anh em, hoặc là anh em có thể tiếp tục dùng trong cái XWorld này nhé. Hiện tại thì mình thấy có hai cái game trong cái app này nó kiếm tiền mắc nhanh luôn. Tỷ lệ thắng thì cao, đó là game vua thoát hiểm với cả cái chạy đua tốc độ này. Về vua thoát hiểm thì anh em chỉ việc chọn phòng để trốn sát thủ. Thì mình có tìm ra một cái mẹo để thắng là chỉ cần xem kết quả các vòng trước ấy, sát thủ vào vòng nào thì vòng sau mình vào lại phòng đó, tỷ lệ né là 80% luôn. Còn về chạy đua thì hình thức chơi tương tự với game đua ngựa thôi. Chọn nhân vật bạn thích rồi đặt xu vào, nếu mà trúng thì bạn sẽ được x5 phần thưởng. Còn cá nhân mình thì cứ thấy chơi game mà ra tiền là mình thấy ok rồi đấy anh em ạ. Và về quân Huy thì không chỉ có quân Huy đâu, mà em có thể nạp rất nhiều game khác như kiểu PUBG, Free Fire với giá rẻ, kinh hoàng luôn. Lý do tại sao là bởi vì app XWorld này nó là đối tác chiến lược của Garena với cả VNG ý. Nên là theo mình anh em nên tranh thủ luôn đi, vì không biết bao giờ khuyến mại như thế này nó hết đâu. Và mình sẽ để link tải app và mã mời ở dưới phần mô tả nhé. Ok anh em. A few moments later. Hello anh em, đây là mình sau chuỗi thua và mình đang có mấy bạn như thế này. Tiêu tiêu. Có một cái quyển triệu Reha cũng chưa biết đánh gì. Đang ưu tiên đánh cung hoặc là đánh thú hoặc gì đó. Yon có 17 con rồi anh em ơi. Trông có phải uy tín lắm. Đổ cho Yon này. Hay làm trận 6 thánh đồ nhỉ? Shiba cũng hay ho ấy chết ta. 82, 89, làm trận thử trận nhiều thánh đồ tí xem đánh ra thể thống gì không nhỉ? 6 thánh đồ với thú nhá. Thánh đồ với thú nhá. Thử phát xem sao nhá anh em nhá. À, mình cũng chưa đánh trận nào thánh đồ. Zina, Quy. Thậm chí là 8 thánh đồ. À thôi, không 8 thánh đồ được. 6 thánh đồ, 6 thú à? 4 thánh đồ, 6 thú à? Nghe nó cũng không hợp lý lắm nhỉ. Nghe nó không được xuôi tai lắm nhỉ. Suy nghĩ em anh em. Trận này thắng thì cũng được, mình nghĩ là trận này thắng mình vẫn bét bét thôi. Không thành vấn đề. Con xe neo này làm cho đứng giữa ngon hơn này. Cũng thua này, ngon phết. Nên lấy con voi nhỉ. Nice. Bọn này không ra truy hồn thì tiếc lắm. Thôi mình nghĩ là truy hồn đấy, mình có một cái quyền trượng, ra một cái quyền trượng này mình nghĩ là ra truy hồn đấy. May lắm. Cái trận này làm trận thánh đồ nhé. Bán thần. Tạm floor này vào đi. Xe neo. Đánh nào nhỉ? Mình chưa đánh thánh đồ bao giờ luôn ấy.
Senel 2 luôn này. Chưa đánh thành Battle bao giờ luôn. Cho hai con Yon nào cũng được, có khi anh em được. Bán thân à. Cứ mất bảo cho con Senel vào giữa tí. Xem Senel đứng đây nó không... không ra đam, à, không, nó không hồi máu cho team anh em. Phải phết, cũng không phải yếu đâu. Ờ ha. Cũng không phải yếu đâu ta. Bốn thánh đồ à? Bốn thánh đồ, bốn thú à? Được rồi. Được rồi, để thử anh em ơi. Kẹp voi được ấy nhỉ? Cho con voi vào được ấy nhỉ? Chị bà. Ờ... Vera bỏ nhá. Thêm Gindu này. Cho thêm một con voi vào. Senel đứng giữa đây này. Thánh đồ. Này này cho... để đỡ đòn được nhưng mà thôi, không cần đâu. Sẽ để cái này nhá. Để cái này trông kỳ quá nhỉ. Senel đứng cái này nó có bút được ma, bút được máu nhỉ. Để hai floor ra ngoài ngoài tí cho mấy cái con nó ulti tué tué ra. Senel, mình muốn đánh voi đấy anh em ơi. Đánh voi cũng ngon. Senel đứng đây mình cảm giác là không bút được cho hai con bên cạnh này. Bút được nhỉ. Bút này. Chỉ bút được, ơ không bút được đấy, bút được cho hai con bên cạnh luôn. Nhưng mà team này có con floor khá là khỏe. Sáu thú à, chết rồi, hết mỏng không nhỉ. Chưa đánh thú thánh đồ luôn anh em ơi. Ý là nhiều thánh đồ thế này ấy. Bắn thần đi. Không lấy voi được đâu anh em ơi. Kindu 2. Kindu 2 đã cho lên. Chanel đứng đây. Tạm thời lại nhá, chưa đủ thú anh em ơi. Đồ à? Thế thì mình sẽ đánh 4 thánh đồ đi. 4 thánh đồ 6 thú đi. Mong ra một cái thẻ thánh đồ nữa là ngon. 4 thánh đồ 6 thú. Xong rồi đánh một con cát hoặc một con gì đó tanh tanh. Thú thánh đồ. Thì sẽ đánh Chanel này, Yon này. Khả năng thêm Ignite với cả con Quy. Enzo thì làm cảnh Zina. Hay anh Zina nhỉ, Zina thay con Ignite cũng được. Ignite chẳng không cần. À. Nào rồi. Này đi, cho nó đông đủ đấy. Làm pha này cho nó đông đủ đấy. Này đứng ra góc này, floor à. Voi chắc bỏ rồi nhá. Thành thú này chắc không chơi voi được. Sau thánh đồ rồi anh em ơi. 75% gây choáng. Đánh gần như team địch gần như không nhúc nhích nổi luôn ấy. Thú vị phết. Nhưng mà phải lên Yon 2 anh em ơi, Yon 1 hơi hèn hạ. Zina. Zina chơi được không nhỉ? Tại mình chưa chơi Zina mấy. Chưa chơi Zina bao giờ mấy. 6 thánh. Hay chơi hẳn 6 thánh đồ đi, 6 thánh đồ 4 thú à? Chắc cần nhỉ? Có cần không ta? Rồng này. Rồng này chả lấy đâu anh em. Bây giờ 7 tướng à? Tướng chơi gì bây giờ? Chả biết chơi gì luôn. Bây giờ cho thú vào. Cho thú vào đi. Và thêm con... Ignite này phạm tạm này, chưa biết đánh gì này. Khổ quá, lần đầu chơi anh em ơi. Lần đầu chơi còn bơ ngỡ. Ignite đứng lùi lùi ra nhé. Floor chắc thôi, không cần đâu nhỉ. Không cần floor đâu nhỉ. Thú tầm này phải cho vào rồi. Tầm này không cho thú vào là cũng hơi cam go. Nhưng mà mình muốn thử 6 thánh đồ rồi anh em ơi. Mình cũng muốn test thử sức mạnh của 6 thánh đồ xem thế nào. Thương. Cần thương nhỉ. Lấy thương cũng ngon đấy nhưng mà không lấy cái này thì mình cũng hơi tiếc. Này cho tạm Chanel nhé. Cái Ignite 2. Enzo chắc 1 thôi. Thêm một tướng nữa thì mình sẽ thêm được thành 4 thánh đồ.
sáu thánh đồ à? Hay liều phát anh em ơi, vẫn đang còn nhiều máu thì anh em chúng ta nên nên liều phát đi. Okay, bà già gì đây? Ơ kìa, con Gindu tao đâu? Nó thắc lắc anh em ơi. Đây là 5 thánh đồ ấy, nhưng mà có vẻ 5 thánh đồ hay 6 thánh đồ cũng không ăn thua rồi anh em ơi. Thôi. Chúng ta không nên nghịch dại anh em ơi. Nghịch dại có mức độ thôi. Có một cái mức độ cụ thể thôi. 4 thánh đồ ra mình thấy không cần thiết đâu. Nhưng mà thế thì phải đánh 6 thánh đồ ấy nhỉ. Tại vì 4 thánh đồ đánh có ra cái quái gì đâu. Đã đánh thì phải đánh 6 thánh đồ chứ. Này cả đánh phải đánh 6 thánh đồ anh em. Liều đi. Liều ăn nhiều đấy. Kiếm nít gánh nhá. Nít phải gánh ấy. Floor này, một con floor, hai con floor. Knuckles, floor, vẫn còn khá nhiều floor anh em ơi. Thế thì để dịch dịch nhau ra này, ok rồi. Đu Zina đến đây. Zina đứng trên cũng được. Zina đứng đây, cho con xe neo này vào nữa đi. Full set thánh đồ đây anh em ơi. Thú thì nào xem 6 thánh đồ đánh cái nào nào. Nó ok, choáng hết cả team địch em ơi, đúng không? Team địch cứ không cử động được là mình thích thú rồi đấy. Ê cũng khỏe phết anh em ơi. Ai bảo yếu giơ tay lên. À không phải, ai bảo yếu thì ra đây chứ nhỉ. Cũng hay ho đấy anh em ơi. 6 thánh đồ cũng hay ho đấy. Phan Rôn không có gì, Zina Vera bỏ thôi. Bây giờ mong nhất là ra một cái thẻ thú 6 thánh đồ. 6 thánh đồ 6 thú làm sao được anh em ơi, khó. 6 thánh đồ 4 thú thì hên xui. 6 thánh đồ 4 thú. Xong rồi ra thêm một cái thẻ thú nữa thì mình đánh thêm một con Foncat hoặc một con gì tanh tanh. Khó nhỉ. Cái đội hình này nó không thuộc về nhau ấy. Nó không dành cho nhau ấy là. Nó hơi khó đánh. Ê nhưng mà cũng khỏe nha. Đánh gặp thú này. Team địch có động đậy nổi đâu. Team này gặp Volcat, gặp team này bị counter chắc luôn. Volcat đứng yên luôn. Ê đủ khỏe phết. Ê sao khỏe nhỉ. Ơ từ từ nhá. Hay đánh 6 thánh đồ 3 ma tộc. Có hợp lý hơn không? Mình cũng không cần thú nhỉ. Kể ra mình đang suy tính lại khi mình không cần thú đâu anh em ơi. Thế này đánh liều ấy nhở. Ê thế này thì thành một đội hình mới luôn đấy. Kiến tạo meta mới đấy anh em ơi. Cái này mà thành công là thành một meta mới được đấy anh em. Thế phải đánh hai sát thủ nhá. Mình sẽ bỏ Gindu đi. Bỏ Gindu đi thôi. Xong rồi đánh 6 thánh đồ 3 ma tộc. Ây à, meta mới à? Meta mới đến đây à? Liều phết, liều ăn nhiều nhá anh em nhá. Rồi, thử nghiệm cho anh em xem nó tác dụng gì không. Không được thì thôi, có gì đâu. Không được thì thôi. Ê, trận này thua mình đăng lên vậy. Voi, xin con voi không nhỉ? Ừ, bây giờ có con voi cũng ngon. Kể ra vừa nãy mình nghĩ là mình cho con voi vào để vô đồng tàn luôn này. Dạ thế. Cho con voi vào đây này. Cho con Zina và con Senel vào đây đi. Bây giờ mình muốn điều gì nhỉ? Mình muốn con Malop 2 hoặc là một con gì đó. Con voi này. Thực ra trận này đánh con voi cũng được nhá. Voi kẹp với thánh đồ. Voi kẹp 6 thánh đồ cũng là một ý tưởng, cũng không phải là tồi tệ đâu anh em ơi. Voi kẹp 6 thánh đồ. Hay ho đấy. Ui con Floor kia xiên điên ấy. Máy thấy ăn choáng rồi. Hồi máu được anh em ơi. Hồi máu được cho Yon. Yon sấy được. Đầu đây cũng khỏe đấy. Ai bảo yếu giơ tay lên. Ai sao lại giơ tay lên, sao mình cứ bảo giơ tay lên nhỉ. Chưa chắc, nhưng mà lết khả năng chưa chắc đã đánh được. Giữ sát thủ lại nhé, để giữ con này sát thủ lại nhé, bởi vì mình cần sát thủ.
Zina thì bỏ đi cũng được. Thẻ sát thủ à? Quy này. Mình thêm một thẻ sát thủ, mình đánh 6 thú ba ma và mình thêm một con sát thủ nữa thì thành cũng được. Đánh con sát thủ cũng được hay lấy đồ mana nhỉ? Lấy đồ mana cũng muốn anh em ơi. Thôi, đừng tham sát thủ anh em ơi, lấy đồ mana đi, tìm đi đồ mana. Thì nữa mình còn chơi ma lốc các thứ mà. Chơi đi mana đấy. Voi, khả năng là nếu mà thêm một con tướng nữa mình sẽ kẻ thêm con voi nhé. Bây giờ cần con ma lốc. Không có ma lốc này. Bây giờ có ma lốc 2, mình chơi ma lốc 2 luôn anh em ơi. Chơi ma lốc 2 uy tín. Bắt đầu yếu rồi đấy. Bắt đầu gặp mấy con sát thủ này nó thôi xong rồi đấy. Thời xong rồi đấy. Bắt đầu thấy cái lỗ hổng của cái đội hình này rồi. Đếp yếu quá. Yon không cánh được anh em ơi. Phải cần một cái lượng đam nó kinh hoàng hơn. Con Yon này nó chỉ là gây choáng rồi thôi. 6 phanh đồ 3 ma tộc. Chả nghĩ ra trò này. Yon nữa này. 2 Yon này. 3 Yon. Đang phải lên con Yon 3 đấy. Chắc là phải lên một con Yon 3 đấy. 3 con Yon này. Lên con Malok 2 hoặc là con Void 2 không anh em ơi. Cần một trong hai con đấy không là cũng cam go đấy. Zina. Tạm Zina cũng được, sống được anh em ơi. Void 2 nhá. Quáng sống đó anh em ơi. Phải thoi thóp thở được đấy đã. Chanel. Thêm một Yon nữa đi. Ném đồ này cho con Yon nữa, quên mất. Chanel ulti phát em. Ignite ulti. Zina bên kia ulti được này. Không quá khỏe. Chanel với Yon này gánh rồi anh em. Gần như là nếu mà bắn được xong cái hàng đầu ấy thì team mình nó sẽ choáng được tất cả các con còn lại. Ừ. Nếu bắn được mấy con hàng đầu xong thì nó sẽ bớt khoảng một nửa team đi. Thì mình chỉ cần choáng mấy con còn lại thôi là còn 7 con chắc không lên 3 đâu. Ấy con này lại có kích được cái thủ vệ cho con. Thôi kệ bà đi. Đến lúc này. Mình cho Yon tạm này nhé. Ignit, Gidu chắc bỏ tôi nhỉ. Đến giờ Gidu phải đi rồi. Chanel thì cứ để đó. Yon này mình muốn lên 3, ê sắp khả năng lên Yon 3 anh em ơi. Chanel ulti một phát, Q đấm một phát nữa anh. Rồi đứng yên đấy. Đúng rồi đứng yên đấy. Bắt đầu có con Q này, bắt đầu khỏe này. Bắt đầu có con Q này là chơi được này anh em ơi. Được đấy, được đấy. Malok bây giờ 6 thánh đồ nhá. Mình bỏ con Yon đi, mình lên Yon 3. Xong chơi con Malok. Chắc là phải vậy đấy. Chắc là phải vậy đấy. Bỏ con Yon đi này. Chơi Malok cánh này nhé. Ignite thì Ignite ra đây đi. Quy. Tầm này cho Ignite đứng vào đây. Đồ này mình sẽ ném tạm cho con một con Malok. Malok sẽ quất bao nhiêu đồ này là ulti nhỉ? Xem phát. Xem này ném tạm Zina hoặc Ignite gì đó thôi. Zina, Ignite gì đó. Hay ném đồ này cho con Quy nhỉ? Ở không, Malok cũng ulti được sớm phết này. Anh em khả năng ném cho Malok đi. Zina ra đam không? Zina không ra đam đâu. Ném cho Malok nhé. Ném cho... được. Ném cho Malok. Ra cái ném cho Quy cũng được. Quy mình muốn xuống nó ulti được. Malok thì gánh đam ở bên góc kia. Chanel hồi máu cho con Yon. Nhưng mà Chanel này không có đồ, không biết hồi máu được không ta. Lên con Yon đấy, phải lên con Yon đấy. Phải là lên con Yon 3 đấy anh em ơi. Không lên là không sống nổi đâu. Mình thêm con gì nữa nhỉ. Thêm con gì nữa bây giờ. Hết cả tướng mà chơi anh em ơi. Tạm thêm nhá. À lên tạm con thêm đấy.
Thêm, ok, đừng thêm góc này đi. Giáp của bệnh nữa đi. Cho quy đi cũng được. Cho con thêm nhỉ. Ê thêm. Thôi ma lốc 2, đang ma lốc 2 em. Để đổ ma lốc đi. Voi chắc thôi. Senel. Senel thì không sao, John 3 anh em. Chắc là John 3 chơi được. Quy đấm được kìa. Đừng để John 3 chết anh em ơi. Rồi Senel hồi máu là mụn. Phải cả nhái con nào điên thế. Ma lốc nhảy phát em. Làm gì có ích cho cuộc đời đi. Yếu quá, cái nhà ma tộc này nó không có. Nhà ma tộc này nó không có thú anh em ơi. Không ổn này. Bắt đầu chiến thuật mình bắt đầu thấy cái lỗ hổng ở đây rồi. Lỗ hổng tạo hóa rồi. Phải lấy cái thương đấy. Phải là lấy một cái thương đấy. Ma lốc ra nhiều đạp. Ma lốc 3 này. Lỗi game à. Phải là ma lốc đấy anh em ơi. Cái này mình sẽ ném tạm cho con Zina và con gì nhé. Ma lốc. Chắc đánh từ này thú thôi anh em ơi. Selika nữa này. Này ném cho Zi ma lốc nhé. Thê đứng đây nhé. Đang thế này rồi. Này rồi. Này cho Quy đi. Mong sống được bao nhiêu thì sống anh em ơi. Giờ cũng chẳng hy vọng gì đâu. Cố gắng hết sức rồi. Đến cỡ này là mình thấy cũng hết sức rồi. Không tham vọng gì nhiều. Quy đấm phát em. Dòng kia không có truy hồn. Ok, Senel hồi máu. À con không phải con Senel nữa. Thôi đi rồi đấy. Bắt đầu đến cái giai đoạn mà nó phải đi rồi đấy. Mà lốc nhảy phát hay chết hết được không? Phải là chết hết. Thôi đi. Có vẻ cái đội hình này nó hơi khó đánh rồi anh em ơi. Nó mình phải nghiên cứu lại nhá. 6 thánh đồ xong rồi kẹt mấy con khác. Nhưng mà cũng hay đấy. Nó tương lai mình sẽ cân nhắc để mình đánh. Làm thật hôm nay vậy thôi. Thế thôi. Với mình đến đây là cũng kết thúc rồi. Hơi nhanh gọn tí. Nhưng mà nếu bạn thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Lần đầu đánh 6 thánh đồ. Cả. Bye bye.